Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tôi của máy phát điện Xuân Trường. Hôm nay là ngày 4 tháng 11 năm 2022 theo ngày dương lịch. Và ngày hôm nay thì bên máy phát điện Xuân Trường đã cho lên sóng một em Honda EB4500. Đó, thì như những tất cả các cái video trước thì mình đã lên sóng đều những cái dòng Honda 2003 này, 2500 và 3000. Em 3000 đó. Thì những con đấy thì bên mình đã bán hết rồi. Và hôm nay thì mình về được ba con Honda EB4500 và hai con Honda EM 3000. Thì như con Honda EM 3000 và hai con Honda EB4500 thì mình chưa dọn xong, thì hôm nay đã cho anh em dọn thí điểm một con trước để quay luôn cho video cho anh em xem. Đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0963638495 hoặc là kết bạn Zalo của mình qua số điện thoại 0963638495. Thì máy móc tất cả mọi thứ thì mình đã chụp ảnh. Đó, chụp ảnh chi tiết rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho mình hoặc là kết bạn Zalo thì mình sẽ làm một cái video test tải trực tiếp cho anh em xem. Thì con này thì hôm nay thì cũng so một số cái công việc vào buổi chiều ngày hôm nay thì bên mình sẽ không test tải nữa, bởi vì là thật chất là test tải rất là nhiều cho anh em xem rồi. Và hôm nay thì mình bận một số công việc buổi chiều thì mình sẽ quay nhanh cho anh em xem, quay chi tiết một con máy và lên sóng và báo giá luôn cho anh em xem để anh em lựa chọn cân đối. Đó, thì con này là tên của nó là Honda EB4500, công suất của nó là 4,5 kVA. Tần số thì con này là chạy mạch AVR nên là nó có thể chạy được cả tần số 50 và tần số 60 Hz nha mọi người nhá. Và thứ hai nữa, con này thì là nó có thể là chạy được tất cả các cái điều hòa, ví dụ như điều hòa Daikin Inverter và Panasonic Inverter, bao cho anh em chạy hai cái điều hòa 12.000 cộng với lại quạt bóng, tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện cùng một lúc. Hoặc là anh em có thể là chạy 3 con điều hòa 9.000 cộng với lại quạt bóng, tivi, tủ lạnh, cắm cơm, bơm nước đấy. Đó, thì khi mà anh em không chạy điều hòa thì anh em có thể dùng là cắm cơm, bơm nước hoặc là thêm một chiếc điều hòa 12.000 nữa vô tư. Đó. Thì sau đây thì mình sẽ đi vào tổng quan và chi tiết luôn cho anh em xem. Và cái cuối đoạn video để anh em nán lại một chút thì bên mình sẽ báo giá luôn cho anh em xem ở trên cái video, để anh em cân đối lựa chọn, ok thì anh em kết bạn. Thì mình sẽ gửi ảnh chi tiết và cũng test tải luôn cho anh em xem. Đó, thì đây, thứ nhất là trên mặt trên bình xăng. Đó, bình xăng thì cái phần này thì nó để ngoài trời ấy mọi người. Đó, để ngoài trời nên nó không được đẹp mấy. Thế nhưng mà ở bên trong thì rất là đẹp. Bên trong còn trắng tinh. Đó, bên trong trắng, mọi người nhìn trắng chưa? Đó, bên trong rất là đẹp luôn. Đấy, bình xăng này, bình xăng, nắp bình xăng còn 7 màu. Đó, thì đấy là mặt trên của bình xăng. Cái con này thì nó không có bánh xe đấy, nhưng mà anh em nào, ví dụ như anh em nào mà di chuyển hoặc là yêu cầu lắp bánh xe thì ok, bên mình sẽ lắp bánh xe theo cái yêu cầu của quý vị và các bạn. Đó, thì đây là mặt bảng tablo. Cái con này thì nó còn đặc biệt của nó thì nó lại không có cái đồng hồ giờ nhé mọi người, đồng hồ giờ và đồng hồ vôn nhé mọi người nhé. Đó, rất là hay như thế. Thì trên mặt bảng tablo của nó hiển thị thì chỉ có cái đèn báo nhớt này. Đó, khi mà nhớt bật hoặc là hết thiếu nhớt đó thì nó sẽ nháy đỏ và nó sẽ không cho chạy máy nhé mọi người nhé. Đó, và đây là cái gọi là cái công tắc tắt mở máy này. Đó, CB tắt mở này. Còn đây là cái CB tổng tắt mở điện ở đây. Đó, ở đây thì nó bao gồm là một ổ cắm 30A, 15A, 15A và hai ổ cắm 15A. Đó, thì cái này khi mà bật lên thì mình nó sẽ tiếp điện này cho dưới này. Tắt xuống thì ok, thì cũng là cái tắt cái máy luôn. Đây mọi người nhìn này, con này chạy bằng động cơ Honda GX340 337 cm3. Đó, và cái củ phát đó là củ phát Sawa Fuji nhé mọi người nhé. Đó, thì Honda và tất cả những cái dòng mà chạy bằng động cơ Honda thì gần như là củ phát của nó đều là củ phát Sawa Fuji mọi người nhé. Đó, thì là cái động cơ Honda GX340 kết hợp với lại củ phát Sawa Fuji thì nó tạo lên một cái con máy, đó là Honda EB4500. Và tất cả những cái model là Honda EM 4500S hay là 4500 thì nó đều như vậy. Đó, đây tổng quan chi tiết luôn cho mọi người xem này. Đó, đây là đây tên của nó, EB4500 này. Điện 100V, thì điện 100V thì bên mình đã chuyển điện rồi.
đã chuyển điện con này lên 220V rồi nhé mọi người nhé. Đó, và anh em về chỉ việc sử dụng, cắm vào để sử dụng thôi. Đó, 4,0 kVA ở tần số 50Hz và 4,5 kVA ở cái tần số 60Hz nha mọi người nhé. Đó, và đặc biệt hay nữa là con này là chạy được hai cái tần số luôn. Đó, đây tất cả ký hiệu khóa xăng này. Cái này thì khi mà về Việt Nam mọi người để ở ngoài cái trời nên là nó bị rỉ sét một chút thôi. Còn những cái này thì móp méo một tí, vận chuyển công nó không vấn đề gì nha anh em nhé. Đó. Đó. Đây về mặt đằng sau này, bồ gần như nó không chạy này mọi người này. Đó. Đây là chỉ là cái mối hàn ấy. Mối hàn mọi người khi mà cho ra trời mưa nó bị hen rỉ sét ấy. Đây, còn đầu bò nó vẫn còn rất là đẹp, nó vẫn trắng tinh luôn nhé mọi người nhé. Đó, đây chế đây, chế vẫn còn chế Kenjin Japan nhé mọi người nhé. Đây máy móc bên dưới này, họ rất chi là đẹp luôn. Đó, đây về mặt cánh phải của máy này, quay chi tiết lên anh cho anh em xem này. Đây này, mọi người nhìn thấy không? Sawa Fuji Electronic này, đó model là B50 này, cái số nốt số lâu của nó là không G001 đó, đây là gọi là cái số seri. Đó. Đây mày, mọi người nhìn cái bồ của nó vẫn còn đẹp, đẹp muốn gì, ốc này, ốc vẫn ốc 7 màu luôn nha mọi người nhé. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, một con máy. Đó thì vừa nãy thì mình đã quay tổng quan chi tiết cho anh em xem rồi. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ mình, có số điện thoại là 0963638495. Thì con máy Honda EB4500 này bên mình đang bán với giá là 16.500.000. Giá trên đã bao gồm phí ship mọi người nhé, giá trên và đã bao gồm phí ship và bảo hành 1 năm trên toàn quốc. Đó, 16.500.000. Đó, và hơn nữa là bên mình đặc biệt nhé, bên mình đã những cái giá mà bên mình đã báo thì gần như là bên mình đã bao gồm hết phí ship và bảo hành 1 năm rồi, nên là anh em cứ yên tâm những cái vấn đề đấy. Còn anh em nào mà muốn chắc chắn hơn nữa thì đương nhiên rồi, bên mình sẽ nhận cọc và ship code nhé mọi người nhé, sẽ nhận cọc và ship code. Và nếu mà anh em mà cái trong phạm vi bán kính là khoảng độ 50 km hoặc là 100 km trở lại thì bên mình đều sẽ có người, đó có người cho máy ship máy đến tận nhà cho mọi người, lắp đặt và bảo hành luôn tại nhà cho mọi người nhé. Ok thì bên mình mới lấy nốt cái số tiền còn lại. Đó thì anh em nào có nhu cầu liên hệ với mình nhé. Sau đây thì mình xin phép và kết thúc cái video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những cái video tiếp theo. Máy của anh đây nhá, hôm nay là ngày 5/11/2022 thì buổi sáng ngày hôm nay anh vừa đặt cọc đấy thì em sẽ cho máy quay ra quay video và test tải luôn cho anh. Vừa nãy thì cũng đã test tải rồi thì bây giờ em sẽ nổ máy và test tải qua cho anh thôi. Đây thì đây là cái đồng hồ đo vôn và kiêm một cái cọng đun nước 3000W đó, thì test tải qua cho anh coi. Đó, máy móc thì có thứ ok thì giật nổ này. Đó, con này thì nó có trợ lực giật nổ, anh giật một tay cũng nổ. Đó, bật này, 233V, tần số 53Hz. Rồi 233V này, điện nó chạy AVR nên là rất ổn định này. Bắt đầu vào tải này. Vào tải một cái cọng đun nước 3000W. 3000W nhưng mà ở cái điện là 230V như thế này thì nó sẽ cơ khoảng độ 3500W. Đây nhá. 237V, tần số 51Hz. 237V đấy nhá. Máy đang tải đây rất là khỏe luôn, rất là êm luôn. Máy tải rất là êm. Đây, còng đun nước đang sôi đây nhá. Điện đây, 237V, tần số 50Hz. Ok, máy đang chạy. Nước sủi rất là mạnh luôn này.
237V, 5V. Con này chạy AVR lên điện rất ổn định này. Tần số 50Hz, rất là khỏe luôn. Còng đun nước đang sôi rất là mạnh luôn. Đó, máy đang kéo. Ok nhá, thì bây giờ thì em xin phép kết thúc cái video để đóng hàng và gửi hàng đi cho anh. Thì lát nữa thì xe nó ra nó bốc máy thì tiện thể thì em đóng gói và bốc luôn con này. Đây.